Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh ô tô hay. Vâng, một chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2016, phiên bản tiêu chuẩn, bản hatchback một đầu. Đấy, xe này được trang bị động cơ là 1.0, công suất cực đại là khoảng 66 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó chỉ hơn 5 lít đường hỗn hợp thôi. Đấy, sơn xi màu xanh này rất là đẹp luôn, mang biển kiểm soát Thái Bình 17A27726. Tài lộc đấy nhá. Hatchback một đầu. Hyundai Grand i10 thì là có cái form rất là đẹp. Đấy, so với cái mẫu xe trong cùng phân khúc như Fadin hoặc là Morning. Đấy, xe này bản tiêu chuẩn mà chủ xe đã độ lên la răng đúc 4 bánh rồi. Cam hành trình, hạn đăng kiểm dài. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 209 triệu đồng. Vâng, 209 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 và kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Sơn xi rất là đẹp luôn, màn hình cam lùi cam hành trình. 2016, thân vỏ lành lặn, máy số còn nguyên zin. Xe này thì có kích thước chiều dài là 3m76, bề ngang là 1m66 và chiều cao là 1m52. Nó rất là rộng rãi cho một mẫu xe phân khúc hạng A. Đấy, bình xăng của Hyundai Grand i10 này tận 43 lít. Đấy, đổ một lần đi rất là nhiều. Đấy, trang bị công nghệ đèn halogen. Chủ xe thì đã độ lên khá là nhiều, la răng rồi chân kính nhập mưa đầy đủ hết rồi. Về quý vị các bạn chỉ sẵn đi thôi. 209 triệu đồng. Vâng, quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Đó, một mẫu xe phân khúc hạng A hatchback thôi, nhưng khoang nội thất này rất là rộng rãi, không hề chật chội tí nào luôn. Đấy, thảm trải đầy đủ rồi. Phần khoang cốp của i10 khá là ok. Đó, rộng thênh thang nhá. Hatchback mà rộng như này thì là xuất sắc rồi đấy. Kia Morning hoặc là VinFast Fadin thì nó chỉ bằng một 2/3 chiếc cốp xe này thôi. Nội thất ghế da. Đấy, cam hành trình, đầu đài nguyên bản. Cốp thực sự là rộng. Lốp sơ cua, thiết bị kích lốp đầy đủ hết rồi. Để quý vị các bạn sẵn đi thôi. Hyundai Grand i10 2016, 209 triệu đồng. Cửa đóng rất là êm luôn. Hiện tại thì 2 năm gần đây do VinFast Fadin có mức giá khá là hợp lý trên Hyundai Grand i10 đã giảm giá, hạ giá. Đó, chính xác là tụt giá rất là nhiều rồi. Đấy, một chiếc Hyundai i10 2016 mà vào thời điểm năm ngoái, năm kia thì mức giá nó phải 225 và 30 triệu đồng. Nhưng giờ hiện tại chiếc xe chỉ còn có 209 triệu đồng thôi. Chiếc xe này thì cột kèo keo chỉ còn nguyên, không đâm va ngập nước. Đó, mọi thứ còn khá là đẹp. Phiên bản số sàn hộp số 5 cấp, dung tích xi nhan là 1.0, trang bị 3 máy. Công suất cực đại là 66 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ hơn 5 lít được hỗn hợp thôi. Hai khóa điện rồi. Vô lăng 3 chấu, vô lăng i10 thì trợ lực lái điện. Gương kính chỉnh điện, cam hành trình. Đó, máy đã nổ này. Vòng tua rất là chuẩn chỉ, đô chạy hơn 15 vạn. Cam hành trình này. Đó, cam nuôi đầy đủ. Máy nổ êm, cách âm tốt,
đấy, nhập khẩu Ấn Độ. Đến 2017 thì Hyundai Grand i10 thì không còn nhập khẩu nữa mà sản xuất lắp ráp tại Việt Nam. Đó, xi nhan đầy đủ hết. Về quý vị sẵn đi thôi, 2209 triệu thì vẫn có thể thương lượng nhẹ một chút xíu nữa là có thể vào việc được rồi. Sau đây em sẽ tiến vào phần khoang máy cho quý vị các bạn xem nhé. Sơn xi màu này thì không chạm với độ xe taxi. Vâng, ở đây là tổng quan tổng thể phần kho máy của chiếc Hyundai Grand i10 sản xuất 2016 phiên bản tiêu chuẩn. Đấy, xe này trang bị khối động cơ là 1.0 3 máy, máy động cơ Kappa. Khi phun điện tử, máy nổ khá là êm. Xe chỉ mỗi thay mỗi cái mặt gầm dàn cò thôi, còn máy số vẫn còn zin. Không đâm va tai nạn gì. Mức tiêu thụ của em nó chỉ vào khoảng 5 lít đường hỗn hợp thôi. Máy đặt ngang dẫn động cầu trước, hệ thống treo độc lập phía trước và dầm xoắn phía sau. Đăng kiểm đến tận tháng 1 2023, kiểm rất là dài. Vâng, quý vị và các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho ông Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng kênh ô tô hay. Chỉ còn vài ngày nữa là đến 2022 rồi, sang năm mới rồi. Chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.